ra mà cuốn á phải không? à. Không nhân không la nữa. Là gì? Mấy bài vậy Ờ đúng rồi, bài tùm lum mệt quá à. Tôi có chuyện cho mấy bạn này ăn mà. Đã vậy còn mua cá bóng nữa. Ừ. Vậy đi chợ sáng giờ về sớm lắm hả? Em hả? Ừ. Ủa không sớm, nướng, ngủ nướng đây là 7 giờ cũng vậy. Ờ. Thì cái có cái cái mùi bầu tươi á. Sáng có buổi trời lấy sườn ra ngâm cho nó, mình không chịu ăn bỏ vô. Quay đi, quay gửi cho mi đi. Quay coi ai đẹp trai đăng lên đặng kiếm vợ nữa không, có ai chịu kiếm vợ nữa không? Đây có bà giá không? Trời ơi, gì kỳ vậy, hỏi gì kỳ vậy trời. Bà giá mấy mấy giờ mình mới có chồng vô nó có chồng năm hai cây. Hỏi trước chắc cũng. Cái này gần bơm cát được rồi ha. Hôm nay thứ bảy rồi đó. Hôm nay thứ bảy rồi. Khỏi khi nghĩ lại hồi mấy ta. Chào. Vậy hả? Cứu từ sao hả? Bộ hơi lâu à. Gì lâu khô dữ hả? Sao lâu khô dữ ha? À, nhưng như còn tráng lại cho nó bít lại rồi mới cứng. Cá này họ có ăn qua mất tiếng nè. Trả ca nè. Ờ trả ca. Có gì có làm đem qua ca nữa nha. Giờ còn ca nữa lấy không? Lấy. Để tủ lạnh rồi. Từ hổm ngày á. Cho rồi mà lấy gì mà ăn? Ăn ít lắm, bị tâm nó không có ăn. Ăn tâm làm hết ca luôn á. Rồi đó, hồi đem qua cho miếng nữa cho. Còn à, không tới 1 ca. Còn nhiêu đương nhiêu. Nó mát mà cái tâm nó không chịu uống, không hiểu nữa. Ừ, con đó nó kén quá à. Cái nào nó ăn được, nó ăn lia lịa còn mấy thôi. Có cái nắp không anh? Không, không có nắp. Ca không à, chịu dùng cái nắp rồi mất tiêu kiếm không có. Hả vô tổng có bà đó à. Có bà đang có mở cửa mua thuốc luôn á nha. Sáng thằng đen nó hỏi mua gì cho vợ uống nữa à. Trời này nắng quá nhức đầu. Ở đây nay có quay này có mình nè, mấy chồng mấy ổng đông đông chứ ạ. Ông nào qua cũng có nữa. Ông này còn hỏi cũng rỡ được không? Mấy con cá lóc luôn á. Để quay cái trùng tài ca tái thân á. Quay tái ngoạn ta thấy là chú. Ồ, đã luôn. Đẹp ha. Quay vào cho con gái. Cho nó làm YouTube. Đây nguyên chùm xoài luôn. Đây xoài xoài trái ngoài thân. Ờ. Tập lạ. Cái này. Đó. Nguyên cái xoài luôn, có trái nè. Mười chín mốt mà tóc dài uống thuốc máy
con giấy. Có cá nhóc luôn á hả? Bữa hai bữa ông gà, thấy ông gà ông dở lên. Ừ. Dở lên sao ông bắt cá tay ông bắt luôn. Tâm về hồi sáng hả nào Tâm? Về cái nhả vô bắt tay vô luôn hả? Cá nè. Cá rô nhỏ. Không sạch lại hả? Về bỏ hầm cũng thể đó. Cá rô. Không có hai đứa con, đứa cái lớn với đứa con trai bằng tuổi con. Ok, đứa cái xấu con trai chắc cũng có thể giống con kìa. Là chuẩn bị 5 ngày nữa cưới á, là hai bên làm kêu này làm thiệt làm nãy đơn rồi đó, là nãy về nó không cưới bỏ. Hồi cái giờ đi làm bên xã cái vớt khác là
nó đi rồi. Đi đâu đi anh hai? Dạ hướng tiền wifi. Nay mấy rồi anh hai? Dạ, 11 rồi. Rồi. Hổng nói 15.